Xin chào các bạn, chào mừng đến với đồ chơi di động.com. Và trong video clip này mình sẽ giới thiệu đến các bạn cái miếng dán BBF của ROG, tên đầy đủ là ROG Spray, một hãng phụ kiện rất là quen thuộc rồi. Đây là cái miếng dán BBF màn hình dành cho chiếc điện thoại sắp ra mắt của Apple, đó là chiếc iPhone 12, rất là được trông ngóng. Thì ở trong cái iPhone 12 thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 phiên bản máy, nhưng mà nó chỉ có 3 kích cỡ màn hình. Hiện tại mình đang có trên tay là cái màn hình 6.7 inch, là cái con 12 Pro Max là to nhất. Ngoài ra thì ở giữa nó có phân khúc, ở giữa nó có cái cỡ trung bình là con 6.1, và 6 cuối cùng là cái 5.4. Thì nó tỷ lệ nó giống nhau, nó chỉ khác nhau về cái kích cỡ lớn nhỏ thôi. Đây là cái miếng to nhất, và mình có cảm giác là nó cầm nó hơi to hơn cái Pro Max một chút xíu nha các bạn. Đó, thì đây là cái miếng dán dạng Hydrogen, là dạng dạng BBF dẻo dai, và đây là cái loại trong suốt. Và đặc điểm của cái miếng ROG Spray này là nó rất là trơn láng, tức là dùng trong thời gian dài nó vẫn còn trơn láng, chứ nó không bị bám vân tay nhiều như những cái loại thông thường khác. Và nó có thể là khả năng phục hồi những cái vết xước nhỏ nhẹ các bạn, như với móng tay cấn nhẹ nhẹ qua chút nữa là nó sẽ giãn ra và nó phẳng lại. Còn những cái vết nặng cà mạnh quá thì cũng thua nha các bạn. Miếng dán BBF thì tác dụng chính của nó dùng để bảo vệ cho màn hình chúng ta không bị trầy xước do chúng ta va chạm bình thường, hoặc là cát gì đó nó rơi vào chúng ta chà xước làm nó trầy xước, chứ còn chống va đập thì gần như là không có tác dụng gì nhiều nha các bạn. Các bạn đừng có nghe quảng cáo chống rơi chống vỡ gì đó, thì miếng dán BBF thì không có tác dụng như vậy đâu. Nó chuyện đó nó khá là hên xui. Ở trên cái cụm Face ID thì nó chừa ra trống như các bạn, phần loa với Face ID ở phía trên này các bạn ha. Đó, cái miếng này nó full màn hình hoàn toàn. Ngoài ra thì cái trên cái bản của ROG thì nó sẽ có nhiều cái phiên bản khác, như là nó có cái bản thu nhỏ lại để chúng ta dùng úp lưng nó không có bị cấn nha các bạn. Và cái miếng này á, thì các bạn dán nó cũng khá là đơn giản như thế này nè. Ở giữa nó có một cái đường tách ra, các bạn tách nó ra ha. Đó, để mình sẽ tách, dùng ngón tay mình tách nhẹ ra một cái. Đó, các bạn xé cái đường này ra, bỏ nó ra. Xong thì các bạn sẽ đặt lên cái điện thoại của chúng ta như vậy. Đó, chúng ta sẽ đừng có ịn nó liền nha, đừng có ịn cho nó dính liền. Đó, thì chúng ta xoay tới xoay lui làm sao khi mà điều chỉnh nó. Ý là mình sẽ nói là các bạn sẽ điều chỉnh cái vị trí của miếng dán ở trên cái màn hình cho nó chính xác. Đến khi nào mà nó cảm thấy ưng ý vị trí đó rồi á, thì các bạn ấn cái nhẹ giữa nè. Đó, để cho nó dính lại, nó không có sọc sệt nữa. Ấn xíu, các bạn dùng cái thẻ ATM chẳng hạn, hay một miếng gạt nào đó cứng cứng thôi là được rồi, thì các bạn sẽ gạt nó cho nó dính hết cái mảng trong này ha. Đó, cái mảng trong này thôi nha, cái mảng nó lột rồi. Rồi chúng ta sẽ dỡ nó ra từng phần như thế này. Đó, phần này ha, chúng ta dỡ lên như thế này rồi chúng ta gạt nó xuống. Đó, mình để trên cái tấm này mình gạt hơi khó nha. Đó, gạt nó xuống như vậy là chúng ta sẽ xong được phần nửa rồi ha. Còn phần nửa còn lại thì tương tự thôi các bạn. Các bạn chỉ cần gỡ lên như vậy. Đó, chúng ta tiếp tục gạt. Nhớ là đều tay tí nha, đừng có hỏng cái miếng gạt lên thì nó sẽ dễ bị bọt mất công, mà chúng ta phải chỉnh sửa nó hơi cực tí xíu chứ gì. Đó, sau khi mà xong như vậy thì các bạn làm gì nha, mà sẽ gỡ cái lớp bóng ở trên này ra. Có cái miếng keo chúng ta dễ gỡ hơn ha. Cái này dính, tại vì cái này nó cái bề mặt dưới nó chống bám nữa, không anh. Nó sẽ có một lớp bóng trên này, mình sẽ xin tì nha. Trên này mình chỉ mô phỏng thôi. Bây giờ hiện tại thì cũng chưa có iPhone 12 thật ở đây để mà chúng ta test thực. Khi mà chúng ta dán trên màn hình thì chúng ta gỡ cái này ra tương đối là dễ, tại vì cái lớp dưới nó đã dính vô màn hình rồi, còn hiện tại cái lớp dưới này nó không có dính được. Nó cứ nhõng lên theo nên hơi khó gỡ một xíu. Các bạn đợi mình chút, lỡ rồi mình minh họa luôn, nó còn một lớp nữa cho các bạn. Đây nè, nó nhẹ người nữa ha. Đó, thì cái lớp ở đây là cái lớp mà chúng ta sẽ sử dụng nè. Cái bề mặt nó rất là trơn láng, các bạn thấy nước nó gom lại hình cánh sen nè. Đó, mình sẽ zoom gần xíu cho các bạn coi nha. Hiệu ứng cái lá sen nè ha, các bạn thấy nước nó động thành từng giọt vậy.
thì so với những cái miếng PPF khác thì nó cái độ trơn láng của nó là tốt hơn. Tuy nhiên thì các bạn cũng nên lưu ý là nó không thể nào tốt bằng cường lực được nha các bạn. Tại vì miếng dán dẻo thì cơ bản thì nó vẫn như thế thôi, hết sức rồi chứ không thể nào cố gắng thêm được nữa. À, vậy. Các bạn thân mến, cái miếng dán PPF dành cho cái màn hình của iPhone 12 thì đồ chơi di động có đầy đủ cả 4 phiên bản. Thực ra thì chỉ có 3 màn hình thôi, đó là 5.4, 6.1 và 6.7 inch. Thì các bạn có thể ghé dán trực tiếp tại shop sẽ hỗ trợ dán cho các bạn, hoặc các bạn có thể mua hàng qua Shopee, Lazada, Sendor đỏ, hoặc là ngay website đồ chơi di động.com, shop sẽ giao hàng và thu tiền tận nơi trên toàn quốc cho các bạn. Đó, thì còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip lần sau nha.